Luận Đại Trí Độ, quyển 13. Phẩm thứ nhất tiếp theo thì là Ba La Mật, trí giới Ba La Mật kinh, do quán tội và không tội đều bất khả đắc mà Bồ Tát được đầy đủ thi la Ba La Mật. Luận A. Nghĩa giới tướng thực hành chân chính, các việc làm thiện chẳng tự buông lung gọi là thi la, có thọ giới mà hành thiện hoặc không thọ giới mà hành thiện cũng đều gọi là thi la. Nếu chỉ lược nói thì hành thi la là hành tám luật nghi về thân, về khẩu và về ý, đó là không não hại chúng sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không uống rượu. Tóm lại giữ chánh mạng thanh tịnh gọi là giữ giới. Trái lại, nếu không hộ trì các luật nghi trên đây mà buông lung phóng túng thì gọi là phá giới. B. Tán thán nghĩa giới tướng, người phá giới sẽ bị đọa vào ba đường ác, người trì giới bậc hạ sẽ sanh làm người, người trì giới bậc trung sẽ sanh lên cõi trời lục dục thiên, người trì giới bậc thượng tu bốn thiền bốn không sẽ sanh lên cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Thường thanh tịnh trì giới được chia ra làm ba hạng, đó là hạng thanh tịnh trì giới bậc hạ được quả A La Hán, hạng thanh tịnh trì giới bậc trung được quả Bích Chi Phật, hạng thanh tịnh trì giới bậc thượng được Phật đạo. Nếu vì thương xót chúng sanh mà cứu độ họ, lại vì rõ biết thật giới tướng thì tâm chẳng còn chấp trì giới như vậy, thì đời sau sẽ vào được Phật đạo gọi là vô thượng Phật đạo giới. Muốn cầu phước đức lớn thì phải nên kiên tâm trì giới, quý trọng giới như các vật báu, như quý người hộ thân mạng mình vậy. Vì sao? Vì giới là nơi an trú của hết thảy các thiện pháp, ví như đất là nơi an trú của muôn loài sống trên quả đất này vậy. Người mong cầu được nghiệp quả báo tốt mà chẳng muốn giữ giới thì chẳng sao được như nguyện. Ví như người không có chân mà muốn đi, chim không có cánh mà muốn bay, người muốn vượt biển mà không có thuyền đều không thể được vậy. Người phá giới tùy hãm mình, tù khổ hạnh, ở chốn núi non rừng rậm chỉ ăn trái cây, mặc áo lá cũng như loài cầm thú không khác. Nếu tu khổ hạnh xa lìa các việc thế gian mà chẳng có trì giới thì chẳng được công đức gì. Trái lại, người ở nhà cao vườn rộng ăn ngon mặc đẹp mà thường trì giới thanh tịnh thì được tăng trưởng đạo tâm, được thành đạo quả. Người sang kẻ hèn, người lớn kẻ nhỏ, người giàu kẻ nghèo, nếu thường trì giới đều được phước đức lớn, như được sanh lên cõi trời, được vào Phật đạo. Người phá giới ví như nước trong mà có nhiễm độc, như hoa quả tốt tươi mà có côn trùng đục khoét. Người tuy nghèo khổ mà thường trì giới đáng quý trọng hơn người giàu sang mà phá giới. Giới hương biến khắp mười phương, người trì giới được an lạc, được hàng trời người đều tôn kính. Người trì giới thanh tịnh được thân tâm an lạc, tâm không sợ hãi, đến khi lâm chung vẫn được an nhiên tự tại, như bài kệ thuyết: giới là thuốc hay trị các bệnh, giới là người bạn khi sợ hãi, giới là đèn sáng lúc lâm chung, giới là cầu băng qua đường ác, giới là thuyền vượt biển sanh tử, chỉ giới được cung kính cúng dường, được sanh cõi trời vào cõi Phật, được tâm thường an lạc tự tại. Trong kinh có chép một chuyện sau đây. Có một người cúng dường chư thiên cầu được phú quý. Khi đã cúng dường đủ 12 năm, có một vị trời đến hỏi: ngươi muốn cầu gì? Người ấy đáp: tôi muốn cầu phú quý. Tức thì người ấy được như nguyện, vị trời trao cho ông một cái bình gọi là Đức Bình và bảo: Đức Bình này sẽ vâng theo ý ngươi mà hiện ra các vật. Ngươi sẽ có đủ nhà cửa, xe ngựa, đầy đủ bầy báu, đầy đủ tất cả các vận dụng cần thiết. Người ấy làm theo lời dặn của vị trời nên chẳng mấy chốc trở nên giàu sang, giàu có sang trọng. Có người khách thấy vậy đến hỏi: trước kia ông nghèo, sau này tự nhiên trở nên giàu có sang trọng như thế này? Người ấy đáp: tôi có Đức Bình thường cho tôi đủ mọi thứ theo ý muốn của tôi. Người khách bảo đem chiếc bình ra xem, rồi đập vỡ bình phá mất tác dụng nhiệm màu của nó. Trong mẩu chuyện này, người trì giới ví như chiếc Đức Bình này có đầy đủ các điều lạ, còn người phá giới ví như người khách kiêu mạn kia đập vỡ chiếc bình phá mất các sự lợi lạc. Người trì giới thanh tịnh dù thường hành bố thí tài vật của mình mà chẳng mảy may luyến tiếc,
dù chẳng ham lợi dưỡng thế gian nhưng vẫn chẳng có thiếu thốn gì, lại vào được ba thừa đạo sẽ được giải thoát. Người tuy không xuất gia nhưng thường trì giới cũng sẽ được sanh lên cõi trời. Người trì giới thanh tịnh, có thiền định, có trí huệ, muốn được thoát khỏi sanh già bệnh chết cũng sẽ được như nguyện. Người trì giới thanh tịnh không bị các bệnh thoái khí, không bị các ác nạn, nên trì giới với tâm không thối chuyển, đến chết cũng chẳng ly, thì sẽ được bảy báu trang nghiêm. Bởi nhân duyên vậy nên phải thường hộ trì giới luật như giữ gìn các vật quý vậy. Hỏi thế nào là người phá giới? Đáp: người phá giới là người làm tội lỗi, khiến mất hết các công đức. Người phá giới thường làm các điều ác, tâm thường nghi hối, ví như cây khô chẳng đâm chồi nảy lọc, chẳng đâm hoa kết trái, bị người làm vườn vứt bỏ. Người phá giới chẳng làm việc thiện, chẳng làm lợi ích cho người, chẳng được người ưa mến, bị mọi người ruồng bỏ. Người phá giới ví như giặc cướp, như người mắc bệnh truyền nhiễm, như kẻ ác tặc, như loài hổ lang, như hầm lửa, chẳng ai muốn gần gũi. Người phá giới ở trong chúng tinh tấn thanh tịnh trì giới, cũng ví như con ngựa trứng giữa bầy ngựa thuần thục hiền hòa. Người phá giới mặc dù y hậu tỳ kheo, người phá giới dù mặc y hậu tỳ kheo cũng ví như một thây chết, như viên ngọc giả ở cạnh các viên ngọc thật, như cây y lan mọc trong rừng trên đàn. Tùy cạo đầu đáp y, bên ngoài giống người thiện mà bên trong chẳng có thiện pháp. Tùy ôm bình bát đi khất thực cũng ví như đang nuốt hòn sắt nóng. Tùy thọ sự cúng dường của tín đồ mà cũng ví như đang ở trong địa ngục. Người phá giới thường hay sợ hãi, ví như người đang bị bệnh nặng chết, như người phạm năm tội nghịch. Thường nghĩ là mình là giặc, trong Phật giáo suốt năm tháng chẳng bao giờ được an lạc. Tùy hưởng sự cúng dường mà vẫn nghĩ là mình thọ đồ bất tịnh. Phá giới tạo bao nhiêu thứ tội lỗi chẳng sao kể xiết được. Bởi nhân duyên vậy nên phải nhất tâm tinh tấn trì tịnh giới. Hỏi thế nào là giới tướng? Đáp: không làm các điều ác gọi là giới tướng, diệt sạch các nghiệp ác ở thân, ở khẩu, ở ý gọi là giới tướng. Hỏi thế nào là ác tướng? Đáp: biết hết thảy chúng sanh đều tham sống sợ chết, mà cứ muốn sát hại chúng sanh, đoạt mạng của kẻ khác gọi là ác tướng. Còn bao nhiêu nghiệp ác khác như giam cầm, đánh đập, tra tấn, vân vân đều gọi là ác tướng cả. Hỏi: sát sanh là phạm tội, còn tự sát có phải là tội không? Đáp: sát kẻ khác là vì ác tâm, còn tự sát là vì nhàm chán. Trường hợp ngộ sát chưa hẳn là phạm tội sát, vì do sơ sẩy mà sát, chẳng phải là cố ý sát, quyết tâm sát sanh mới thật là phạm tội sát. Tuy nhiên dùng lời nói để xúi dục hay ra lệnh người khác cũng là phạm tội sát. Vì sao? Vì tội ác phát xuất từ tâm cũng là ác tướng vậy. Người thọ giới không sát sanh, phải tâm niệm, miệng nói: từ nay cho đến trọn đời tôi không sát. Nếu miệng nói không sát mà tâm vẫn còn khởi niệm sát là chưa giữ trọn lời thệ nguyện. Nếu trọn đời miệng nói không sát và tâm cũng chẳng sanh niệm sát thì mới gọi là đầy đủ giới không sát sanh. Giới không sát sanh có thể hoặc thiện hoặc vô ký. Hỏi: trong A Tỳ Đàm có nói hết thảy các luật nghi đều thiện, sao nay nói là vô ký? Đáp: giữ giới không sát sanh được vô lượng thiện công đức, cho nên dù có làm phước hay không làm phước thì phước đức vẫn thường sanh. Nay nói giới không sát sanh có thể là vô ký là nói trường hợp không thọ giới không sát sanh mà tự nguyện hành giới ấy, trường hợp này chỉ có phước đức hạn lượng nên không có được vô lượng thiện công đức. Vì trường hợp không sát sanh này không được rốt ráo nên gọi là vô ký. Hỏi: giới không sát sanh nhiếp về cảnh giới nào trong ba cõi? Đáp: A Tỳ Đàm nói hết thảy các luật nghi đều nhiếp về cõi dục, thế nhưng thật sự nhiếp về cả ba cõi dục sắc và vô sắc. Sở dĩ A Tỳ Đàm nói như vậy vì ở cõi dục mới có sát, còn ở cõi sắc và vô sắc không có giới không sát, vì ở các cõi này là vô lậu, mà vô lậu là chân đức pháp giới rồi vậy. Lại có người không thọ giới không sát sanh mà tâm tự nguyện chẳng bao giờ sát sanh cả, nên mới nêu ra trường hợp giới không sát sanh vô ký như đã nói trên đây. Nên biết các đệ tử của ngài Maha Kachendien có nêu trong bộ A Tỳ Đàm rằng không sát sanh là tùy thân nghiệp và khẩu nghiệp.
lại còn tùy tâm hành ở hiện tại, chẳng phải do nghiệp ở đời trước. Cho nên phải tu cả thân lẫn tâm mới chứng được đạo. Ví như phải chứng tư duy đạo, phải đoạn hết năm dục phiền não rồi mới chứng kiến đạo đoạn, hoặc phải quán pháp hữu báo, pháp hữu quả, pháp hữu lậu, pháp hữu vi, vân vân. Hết thảy các duyên pháp như vậy đều phân biệt rõ ràng, gọi chung là giới không sát. Hỏi: trong tám thánh đạo cũng có nói đến giới không sát sanh, nhưng chẳng có nói đến hữu báo, hữu quả, hữu lậu, hữu vi. Này vì sao lại nói đến các pháp ấy? Đáp: đây chỉ nói đến trường hợp thọ luật nghi giới mà không nói đến vô lậu luật nghi. Lại nữa, A Tỳ Đàm nói giới không sát là tùy theo tâm hành, chẳng phải do nghiệp thân nghiệp khẩu đời trước, dù là hữu báo hoặc vô báo, hữu lậu hoặc vô lậu. Lại nữa, chư Phật và chư Hiền Thánh vì thấy chúng sanh chấp ngã nên dạy rằng chẳng nên vì thân mạng mình mà sát thân mạng chúng sanh. Việc thiết lập luật nghi nhằm dân dạy chúng sanh nên mới nói giới không sát sanh là hữu báo hữu lậu. Hỏi: ở thế gian người này thường dùng sức mạnh để thắng người khác, ví như nước này giấy binh đánh nước khác, trường hợp người thợ săn giết thú rừng, người dân trài đánh bắt cá cũng lại là kẻ mạnh uy hiếp kẻ yếu. Như vậy nếu không sát sanh thì những người này làm sao xây dựng được sự nghiệp? Đáp: người không sát sanh được vô úy an lạc, không sợ hãi. Vì sao? Vì không sát hại người thì người cũng không sát hại ta, do vậy mà không sợ hãi. Người chỉ giới không sát sanh, dù có đi đến những nơi hoang vắng tối tăm cũng không sợ hãi, do thần tâm thường an lạc, nên người không sát sanh cũng không gieo sự sợ hãi cho những kẻ khác, dẫn đến xúc vật cũng thường đến thần cận. Người không sát sanh ít bị các hoạn nạn, lại còn được rất nhiều lợi ích khác nữa. Người gây nhiều tội sát thì dù có được giàu sang phú quý, dù có được làm vua làm chúa cũng chẳng được an ổn, lương tâm thường cắn rứt. Người phạm tội sát thường bị nhiều đau khổ ở thân, thường bị người khác chê bai khinh bỉ, thường sợ hãi. Sau khi chết, nếu còn được tái sanh làm người, thường bị chết yểu. Bởi nhân duyên vậy nên người thiện chẳng nên sát sanh, chẳng nên cướp đoạt mạng sống của chúng sanh. Nên biết sát sanh là trọng tội, bị quả báo ngay cả đời này và cả đời sau. Vì sao? Vì hết thảy chúng sanh đều quý mạng sống, ví như người bị tai nạn hiểm nghèo, chẳng tiếc gì của cải, chỉ mong được cứu sống. Như người vào biển lượm ngọc quý, rồi bị tàu chìm sẵn sàng vứt bỏ hết để tìm được thoát thân. Khi được thoát chết rất đỗi vui mừng, chẳng còn nghĩ đến mất của. Trong tất cả các vật báu thì mạng sống là quý hơn hết. Người tu muốn được phước đức mà chẳng tu giới không sát thì chẳng có ích gì cả. Vì sao? Người ở thế gian thường vì tiền tài danh vọng vân vân mà lao mình vào tội sát, lại vì muốn nuôi dưỡng thân mạng mình mà giết hại chúng sanh. Bởi vậy nên người tu phải thường giữ giới không sát sanh, quý mạng sống của hết thảy chúng sanh. Phật dạy có năm giới quý, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Giữ được năm giới đó thì không bị nạn nước, nạn lửa, nạn đau binh, tránh được hết thảy các ác nạn. Phật dạy ông Yêu Bà Tắc Na Đề Ca rằng sát sanh có 10 tội là tầm thường ác độc, bị chúng sanh oán ghét, thường tư duy về các việc ác, bị chúng sanh xem như loài rắn độc. Khi ngủ thường sanh tâm sợ hãi, thường thấy điểm dữ trong mộng. Khi gần chết, sợ chết và sẽ chết khổ đau, thường bị chết yểu. Khi chết bị đọa địa ngục, nếu được tái sanh làm người thì cũng bị chết yểu. Người tu hành phải thường nghĩ, thường niệm rằng côn trùng dù nhỏ bé cũng tiếc mạng sống, cớ sao nỡ giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Hết thảy người trí muốn thành tựu đầy đủ trí lực phải thường xuyên độ sanh, phải thường hành từ bi, phải thường hành giới không sát sanh. Người tu hành Bồ Tát chẳng bao giờ phạm tội sát. Phật dạy vì lòng từ bi đối với hết thảy chúng sanh chẳng bao giờ sát hại chúng sanh cả. Hỏi: nếu bị người khác đến bức bách mình thì mình phải làm sao để tự vệ? Đáp: hãy suy nghĩ cân nhắc, xem bên nào khinh, bên nào trọng. Hãy tự hỏi, giữ trọn vẹn giới là trọng hay bảo toàn thân mạng là trọng? Sau khi tư duy như vậy rồi, nếu thấy giữ trọn vẹn giới là trọng, bảo toàn thân mạng là khinh, thì hãy nghĩ rằng thân này sẽ già, sẽ chết. Nếu do trì giới mà mất thân này thì được lợi ích lớn. Lại hãy suy nghĩ rằng từ vô lượng kiếp đến nay, biết đâu ta đã giết bao nhiêu người và vật, ta đã làm bao nhiêu việc ác. Vậy nay ta phải trì tịnh giới, chẳng nên tiếc thân mạng.
xả thân mạng để giữ giới là tốt hơn hết. Trong kinh có chép mẩu chuyện sau đây: có một vị đã chứng quả Tu Đà Hoàn, sau khi chết vị ấy tái sanh vào một nhà đồ tể. Cha mẹ bảo làm nghề của gia đình, vị ấy từ chối vì sợ sát sanh. Người cha nổi giận vung đao quát: nếu con chẳng chịu giết con dê này thì con chẳng còn được sống nữa. Vị ấy suy nghĩ: nếu ta vâng lời cha mà giết con dê, ta sẽ mang tội sát. Nghĩ như vậy rồi, vị ấy bèn cầm dao tự sát. Khi tự sát xong, vị ấy liền được sanh lên cõi trời. Đây là trường hợp không tiếc thân mạng để hộ trì tịnh giới. Hỏi: vật của người không cho mình mà mình lấy gọi là đạo, còn biết vật của người mà sanh tâm muốn lấy thì sao? Đáp: lấy vật của người đem làm của mình là đạo, tức là lấy trộm. Biết vật của người mà sanh tâm muốn lấy hoặc đã đưa tay lấy mà chưa lấy được thì chưa phải là đạo, nhưng cũng đã là tợ đạo. Tuy chưa hẳn là trộm mà cũng phạm tội như trộm vậy. Tài vật được chia làm hai loại, đó là tài vật có chủ, nghĩa là thuộc quyền sở hữu của người khác, của đoàn thể, của xóm làng, của quốc gia. Tài vật chẳng thuộc về ai cả, ví như ở giữa đồng hoang vắng. Thấy vật ở giữa đồng hoang vắng cũng phải tìm hiểu vật ấy có chủ hay không có chủ, chớ nên lấy mà phạm tội tợ đạo như nói trên. Bởi nhân duyên vậy nên trong bộ Tỳ Ni có dạy: vật chẳng phải của ta chẳng bao giờ nên lấy, như vậy mới chẳng có tội trộm. Hỏi: vì nhân duyên gì mà không nên lấy trộm? Đáp: nên phân biệt rõ thân mạng gồm hai phần, đó là nội thân, ngoại thân. Cướp đoạt tài vật của một người là cướp đoạt ngoại thân của họ. Vì sao? Mạng sống của một người tùy thuộc vào các thức ăn uống, áo quần, nhà cửa cùng tất cả các vật dụng khác cần thiết trong sinh hoạt vật chất và tinh thần. Nếu cướp đoạt các tài vật của một người là cướp đoạt ngoại thân, gián tiếp cướp đoạt sự sống của người ấy vậy. Như bài kệ thuyết: người sống nhờ cơm ăn áo mặc, đoạt áo cơm là đoạt mạng người, là người trí chẳng nên cướp đoạt, cướp của người để tự nuôi thân. Tuy hiện đời đầy đủ sung sướng, nhưng chết đi đọa vào địa ngục, toàn ra hưởng riêng mình thọ tội. Hãy tự lo thân, đừng trộm cướp. Tài vật của người khác không cho mà mình lấy, dù lấy lén, dù uy hiếp để cướp đoạt cũng đều là đạo, đều là tội nặng cả. Vì sao? Như đã nói trên đây, hết thảy mọi người đều dùng của cải để tự nuôi sống, nay lấy tài vật của họ là đoạt mất một phần mạng sống của họ, như vậy là bất tịnh. Vì sao? Vì do ta chẳng có ý chí để tự thắng mình, do ta sợ bị thiếu thốn, do ta sợ chết, mới đi lấy trộm của người khác, cho nên trộm cướp là tội nặng. Như bài kệ thuyết: dù gầy còm đói khát, dù chịu bao nỗi khổ, của người nguyện chẳng lấy, như lửa chẳng nên sờ. Nếu lấy vật không cho, người chủ sẽ buồn khổ, dù sang giàu như vua, mất của cũng yêu sầu. Hỏi: sát hại mạng người là trọng tội, nói như vậy là hợp lý, nhưng vì sao lấy của người cũng là trọng tội? Người đời thường tán thán mệnh được yếu thua, như vậy vì sao lại nói cướp đoạt của người là trọng tội? Đã không cho mà lấy gọi là lấy trộm, là tướng bất thiện vậy. Và chiếm đoạt của người dù đẹp đẽ cao sang cũng chỉ ví như thức ăn ngon bị nhiễm độc. Người ngu do không biết tội phước trong ba đời, lại vì không có lòng nhân từ nên mới dùng sức mạnh cưỡng đoạt tài sản của người khác, cho là mạnh được yếu thua là lẽ sống ở đời. Chư Phật và chư hiền thánh vì thương xót hết thảy chúng sanh, lại biết rõ tội phước trong ba đời nên dạy rằng cướp đoạt là bất thiện, là tội lỗi. Như Phật dạy: của người nếu không cho mà lấy có 10 tội, là khiến cho người mất của, nổi sân hận, gieo sự nghi kỵ nơi mọi người, không kiểm soát được hành động của mình, khiến có thể dẫn đến những hậu quả tai hại thảm khốc chẳng lường được, khiến bạn bè phải xa lìa, phá mất thiện căn, bị pháp luật trừng trị, tài vật không vào thêm nữa, chồng nhân duyên bẩn cùng, khi chết sẽ đọa vào địa ngục. Dù chết đi được tái sanh làm người thì cũng chẳng giữ được tài sản, dù cần khổ cầu tài lợi mà tài sản vẫn tiêu tan, như bị vua quan tịch biên, bị giặc cướp lấy sạch, bị nạn nước cuốn đi, bị nạn lửa thiêu rụi, bị con cháu phá tán. Hỏi: thế nào gọi là tà dâm? Đáp:
thông dâm với người nam, người nữ chẳng phải là chồng, là vợ của mình thì gọi là tà dâm. Người nữ đã xuất gia hoặc thọ giới một ngày một đêm phải không được làm các tà hạnh dù đối với chồng của mình. Đối với người vợ đã thọ giới thì người chồng cũng không được làm các tà hạnh. Trường hợp người vợ đang có thai hoặc đang cho con bú cũng như vậy. Lại nữa, người đã có chồng, đã có vợ rồi mà còn khởi ý dục đối với người nam hay người nữ khác thì cũng gọi là tà dâm. Phải luôn luôn nghĩ rằng tà dâm là họa nạn như rắn độc, như lửa dữ, phải nên lánh xa. Phật dạy tà dâm có 10 tội, đó là thường bị người khác làm hại, vợ chồng không hòa thuận nhau, thường hay cãi nhau, các pháp bất thiện mỗi ngày tăng trưởng, không giữ gìn được con cái, tài sản càng ngày càng hao mòn, thường bị người nghi kỵ, các bậc thiện tri thức chẳng muốn gần, thường gặp điều oan trái, khi chết sẽ vào địa ngục. Dù chết đi được tái sanh làm người thì người nữ phải chịu cảnh chồng chung, người nam phải gặp vợ không trinh tiết. Hỏi: thế nào gọi là vọng ngữ? Đáp: biết mà nói là không biết, nghe mà nói là không nghe đều gọi là vọng ngữ. Người vọng ngữ trước tự dối mình, sau dối người, lấy không làm có, lấy có làm không, điên đảo, chẳng có thiện tâm, chẳng chút tàm quý, tự đóng cửa thiện, đóng kín cửa thiện, tự biết đường dẫn đến niết bàn. Trái lại thật ngữ được nhiều lợi ích, hết thảy người xuất gia và tại gia đều nhờ nơi thật ngữ mà vun trồng được thêm công đức. Người thật ngữ được tâm đoan chánh, tránh được các khổ nạn. Hỏi: do nhân duyên gì mà sanh vọng ngữ? Đáp: người ngu khi gặp các ác nạn thường nói dối để mong được thoát nạn, mà chẳng biết rằng nói dối khiến đời này bị khổ, đời sau cũng bị khổ. Người tu hành không bị tham sân chi phối nên không nói dối để mong cầu chạy tội. Trong kinh có chép mẩu chuyện sau đây: Cư Gia Ly là đệ tử của Đề Bà Đạt Đa, thường hay nói xấu các ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Sau mùa an cư kiết hạ, hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi dạo chơi các nước. Gặp trời mưa lớn, hai ngài phải xin tạm trú nhà một người thợ làm đồ gốm qua một đêm. Trong lò gốm có một người con gái đang ngủ trong tối mà hai vị đều chẳng hay biết. Trong đêm người con gái bị bất tỉnh nên sáng hôm sau phải ra giếng giặt rửa thật sớm. Cư Già Lì thấy vậy đến gặp người con gái và hỏi: khi đêm cô ngủ ở đâu? Người con gái trả lời: tôi ngủ trong lò gốm. Vừa lúc ấy hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng vừa đi ra. Cư Già Lì thấy hai vị từ lò gốm đi ra, nghĩ hai vị đã phạm tà hạnh. Rồi Cư Già Lì liền trở về Tịnh Xá Kỳ Hoàn phao tin đồn xấu về hai vị. Phạm Thiên Vương nghe như vậy liền đến hầu Phật thưa rằng: vô lượng pháp môn khắp bốn phương, chớ nên thấy tướng liền chấp tướng. Vô lượng pháp môn khắp bốn phương, người ngu mê ám sao rõ được. Lúc bấy giờ Cư Gia Ly đến bạch Phật sự việc như trên. Phật dạy: này Cư Gia Ly, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên tâm đã thanh tịnh nhu nhuyến, người chớ báng bổ mà rước khổ vào thân. Phật đã truyền dạy đến ba phen mà Cư Gia Ly vẫn chẳng nghe theo. Bởi vậy nên khi vừa về đến nhà, Cư Gia Ly bị mụt nhọt lở loét khắp cả thân mình, rên la thảm thiết, rồi ít lâu sau đã chết, đọa vào địa ngục. Phật thuyết kệ rằng: người sanh ra ở đời nếu dùng các lời ác như ngậm búa trong miệng, tự chém lấy thân mình, đáng chê mà lại khen miệng nói những lời ác, trọn đời chẳng an vui, nghiệp ác từ miệng sanh, sẽ đọa vào địa ngục, thọ vô lượng khổ đau, sanh ở cõi diêm phù, thân 36 vật dơ, trải qua bao nhiêu kiếp trong cảnh khổ triền miên, nếu còn theo tà kiến, hủy báng lời thánh hiền, sẽ thọ quả báo độc, tự hủy lấy thân mình. Hỏi: vọng ngữ dẫn sanh ra bao nhiêu tội? Đáp: vọng ngữ dẫn sanh ra 10 tội, đó là miệng hôi, bị thiện thần lánh xa, dù có nói thật cũng chẳng ai tin, bị người trí không cho tham dự các buổi họp bàn, thường bị người chê cười, bị người khinh khi không kính nể, thường gặp oán sầu, thường gây duyên đấu tranh, sau khi chết sẽ đọa địa ngục, thường bị người phỉ báng không tin cậy. Hỏi: có bao nhiêu loại rượu? Đáp: có 3 loại rượu, đó là loại rượu từ ngũ cốc làm ra, loại rượu từ trái cây làm ra,
loại rượu từ rễ cây, lá cây, vỏ cây, thân cây làm ra. Hỏi uống rượu vào khiến thân thể được ấm áp, chống được cảm lạnh, khiến người được hoan hỉ, khoan khoái. Như vậy vì sao lại cấm uống rượu? Đáp, rượu lợi ích ít mà độc hại nhiều, do vậy chẳng nên uống. Như lời Phật dạy ông Yêu Bà Tắc Nan Đề Ca thì rượu gây ra 35 tội. Đó là tài vật bị hao mòn, mang nhiều bệnh tật, thích cãi cọ, tiếng xấu đồn xa, không biết xấu hổ, trí huệ bị mê ám. Vật đã được cũng đánh mất, khi say rất sầu muộn, việc kín cũng nói với người. Sự nghiệp không thành, thần lực bị hao mòn, thần sắc bị hoại dần, không kính cha, không kính mẹ, không kính sa môn, không kính bà la môn, không kính bậc tôn trưởng, không kính Phật, không kính Pháp, không kính Tăng, làm bạn với người ác, xa dần người thiện, không tự kiểm soát hành động, không giữ được sáu căn, buông lùng phóng dật, thường phá giới, chẳng ai muốn thấy. Người hiền thiện lánh xa, hành các pháp bất thiện, xa các pháp thiện, người trí không tin dùng, xa lìa niết bàn, gieo nhân duyên cuồng si, chết sẽ đọa địa ngục. Dù tái sanh được làm người cũng làm người cuồng si, các căn ám độn, như bài kệ thuyết. Thân bẩn thỉu ghê tởm, tâm trí động và loạn, không tàm cũng không quý, thất niệm lại sân si. Không đáng sân mà sân, không đáng cười mà cười, không đáng khóc mà khóc, không nên đánh cũng đánh, không nên nói cũng nói. Như người cuồng không khác, mất hết thiện công đức, làm buồn phiền dòng họ, tuy gọi là uống rượu mà là uống thuốc độc. Nên người biết tàm quý, tự chế không uống rượu. C. Chỉ giới. Phật dạy, người cư sĩ tại gia nên thọ chỉ năm giới. Nếu không thọ đủ cả năm giới thì cũng nên thọ từng phần cho đến khi đầy đủ cả năm giới. Ngoài ra, nếu ly dục không dâm với vợ hay với chồng thì được đầy đủ hạnh thanh tịnh yêu bà tắc, thanh tịnh yêu bà di, như bài kệ thuyết. Không sát đạo tà dâm, không vọng ngữ uống rượu, lại thường tu chánh mạng, tinh tấn không giải đãi. Người tu được như vậy, hai đời trừ yêu khổ, giới phước hằng tùy tâm, được sanh làm trời người. Đủ sáu thời đèn hoa, như muôn đèn thắp sáng, như hoa răng khắp nơi, thiên phước tự nhiên xanh. Như một ngày trên trời, như hoa mạ đà la, đỏ thắm như sao đèn, xen nhau đua sắc đẹp. Hoa trời vô số kể, với muôn ngàn màu sắc, sáng chói như mặt trời, nhẹ nhàng và trơn mịn. Như mây trời răng bùa, từ trên cao rơi xuống, bao nhiêu áo thượng diệu, ngọc minh châu đeo tai, cùng châu báu đeo tay, lóe sáng đủ các màu. Do từ thiên phước báu, tất cả đều từ tâm. Kim hoa cần lưu ly, nhụy hoa bằng kim cương, nhu nhuyến hương thơm ngát, từ hồ báu vọng ra, tiếng đàn không hầu cầm, dây bảy báu sen tạp, tạo đủ diệu âm thanh, cũng do thiên phước báo. Tâm hoàn hỷ dạo chơi giữa hàng ba dư chất, cây lớn đẹp cõi trời, chẳng còn ai sánh kịp. Trì giới là ruộng phước, gieo trồng thiên phước báo, hưởng cam lộ thiên giới, đầy đủ không đói khát, hưởng thiên phước vô ngại, không có nạn mang thai, luôn vui vẻ chơi đùa, không có đại tiểu tiện, thường nhiếp tâm chỉ giới, được sanh tự tại địa, không bị các hoạn nạn, thân tâm thường an lạc, tự tại như chư thiên. Ưa khổ chẳng còn sanh, yêu khổ chẳng còn sanh, muốn gì đều như nguyện, từ thân chiếu quang minh, như vậy các thứ sanh, do bố thí chỉ giới, ai muốn hưởng quả này phải siêng năng tu tập. Hỏi, vì sao nói về Thi La Ba La Mật mà Phật lại tán thán về phước báo ở cõi trời? Đáp, Phật dạy có ba hạnh được hưởng quả báo lớn, đó là bố thí và trì giới được sanh lên cõi trời, tu định được giải thoát, từ bi và trí huệ hòa hợp được ba thừa đạo. Này Phật tán thán phước báo ở cõi trời nhằm tán thán bố thí, từ đó nêu tinh thần trì giới phát đại thệ nguyện thì sẽ vào được Phật đạo. Như vậy là bố thí dẫn sanh Thi La Ba La Mật. Người đời nghe nói đến cõi trời sung sướng đầy khoái lạc, muốn được sanh lên trời. Do vậy mà phát tâm trì giới, rồi nghe nói cõi trời cũng chịu luật vô thường, hay phước báo cũng sẽ bị sa đọa. Lại nghe nói Phật đạo có vô lượng công đức, do vậy mà khởi tâm từ bi và được Phật đạo,
Như vậy là bố thí dẫn sanh Thi La Ba La Mật. Hỏi hàng bạch y cư sĩ, chỉ cần thọ năm giới hay còn thọ giới nào nữa? Đáp: nếu có một ngày thọ giới xuất gia, hoặc nếu mỗi tháng có 6 ngày ăn chay thì được vô lượng phước. Hỏi: thế nào gọi là một ngày thọ giới xuất gia? Đáp: là đến chùa xin thọ bát quan trai, xuất gia trong một ngày và một đêm. Nếu chỉ giới như vậy thì đời đời không bị đọa vào đường ác, lại thọ được các phước báu trời người. Ngoài ra, do thệ nguyện tiêu trừ các phiền não mà thành tựu được Phật đạo, người cư sĩ tại gia dù thọ năm giới, dù thọ bát quan trai, đều phải thành tín tác bạch rõ ràng ba phen trước Tam Bảo. Hỏi: vì sao thọ 6 ngày chay mỗi tháng được phước đức lớn? Đáp: vì vào 6 ngày ấy, các ác quỷ thường phá hoại nhân gian. Người thọ chay tu phước xa lánh được các ác quỷ. Nếu vào các ngày chay mà không ăn sau giờ ngọ, thì công đức ấy sẽ dẫn đến Niết Bàn. Trong Kinh Tứ Thiên Vương, Phật dạy rằng, vào 6 ngày chay, đích thân Tứ Thiên Vương đi xem xét chúng sanh trì giới hiếu thảo với cha mẹ. Nếu có người trì giới, có bố thí hiếu thuận với cha mẹ là tăng ích chư thiên, là giảm tổn Atula, nên chư thiên rất hoan hỷ, như bài kệ thuyết: tháng thọ 6 ngày chay, hành trì thanh tịnh giới, người ấy khi mạng chung hưởng phước sanh cõi trời. Tháng thọ 6 ngày chay, quả ác không não hại, thọ chay và trì giới khiến quả ác lánh xa. Hỏi: vì sao vào 6 ngày chay ác quỷ lại thường quấy nhiễu nhân gian? Đáp: trong Kinh Thiên Địa Bột Khởi có nói rằng, vào thời kỳ tối sơ, khi thế giới vừa được thành lập, có các quỷ thần tu khổ hạnh, vào 6 ngày ấy thường cắt thịt lấy huyết bỏ vào lửa, nên các ác quỷ ác thần vào 6 ngày ấy có thế lực rất hùng mạnh. Hỏi: vì sao có thuyết nói Phạm Thiên là cha của hàng quỷ thần? Vì sao trong 6 ngày ấy các quỷ thần lại cắt thịt lấy huyết bỏ vào lửa? Đáp: vì thần Ma Hê Thủ La rất có thế lực, trong một tháng có phân công các vị thần làm chủ trì vào các ngày 14 và 23, 15 và 18, 30 và mùng 1. Thần Ma Hê Thủ La mỗi tháng cũng tuần tự chủ trì vào hai trong số 6 ngày ấy. Như vậy, trong 6 ngày nói trên đây, thế lực quỷ thần mạnh nhất vào 2 ngày có thần Ma Hê Thủ La. Vì các quỷ thần tu khổ hạnh với hy vọng được sanh lên cõi trời nên nhận Phạm Thiên Vương làm cha. Phải nên biết rằng trong Phật Pháp chẳng có phân chia ngày tốt ngày xấu. Thế nhưng vì các ác sự gây ra bởi các quỷ thần tu khổ hạnh mà Phật khuyên trì chay trong 6 ngày ấy để tránh tai ách. Hỏi: thọ trì ngũ giới, tức năm giới và bát quan trai giới, tức 6 giới có gì khác nhau không? Đáp: thọ ngũ giới phải thường trì, còn thọ bát quan trai giới thì chỉ giữ giới một ngày và một đêm mà thôi. Đây là hai trường hợp giữ giới của Yêu Bà Tắc và Yêu Bà Di. Trì giới tại gia được phân làm 3 bậc: thượng, trung và hạ. Người trì giới bậc thượng chỉ cầu niết bàn, cầu ly khổ, cầu thường lạc vô vi, do ly dục mà được giải thoát, cho nên nói trì giới là thiện pháp đem lại sự an ổn, mà cũng là cửa ban đầu dẫn đến niết bàn. Hỏi: vì sao nói trì giới nhiếp về 8 thánh đạo? Vì sao gọi người xuất gia trì giới là sa môn? Đáp: thánh đạo đầu tiên trong 8 thánh đạo là chánh kiến. Người trì giới trước tiên phải tu chánh kiến, rồi thứ lớp tu các thánh đạo kia. Người xuất gia trì giới được gọi là sa môn, vì nguyện chọn đời thương xót chúng sanh, cầu Phật đạo, cầu biết rõ thật tướng của các pháp, do vậy mà không sợ các đường ác, cũng không tham đắm dục lạc. Sa môn phải là người xuất gia trì giới bậc thượng. Có 5 chúng xuất gia, đó là chúng tỳ kheo, chúng tỳ kheo ni, chúng sa di ni, chúng thức xoa ma na. Hỏi: tu tại gia cũng được Bồ Tát đạo, được Niết Bàn, như vậy cần gì pháp xuất gia? Đáp: tuy tu tại gia cũng được như vậy, nhưng có rất nhiều sự ràng buộc, khó hơn tu xuất gia nhiều. Vì sao? Người tu tại gia bận bịu gia đình, lo công danh sự nghiệp, nên rất khó chuyên tâm hành đạo. Còn người xuất gia đã ly dục, đã cắt đứt sự ràng buộc với việc đời, rảnh rang, rất dễ được nhất tâm, lại không phải tư lự, nên rất dễ hành xả. Như bài kệ thuyết: an nhàn trốn núi rừng, lặng lẽ diệt điều ác, chẳng cầu vui cõi trời,
đạm bạc được nhất tâm, mãi chạy theo lợi dưỡng, giàu sang nhiều của cải, uy quyền cùng danh vọng, tâm động chẳng được an. Ý bát đi khất thực, tâm nhất như bình thản, tự dùng mắt trí huệ, quán rõ thật tướng pháp. Nơi hết thảy pháp môn, tâm bình đẳng nhất quán, giới định huệ đầy đủ, ba cõi chẳng ai bằng. Vậy nên hàng xuất gia dễ hành đạo chỉ giới, dù luật nghi vô lượng vẫn hành trì đầy đủ. Bởi nhân duyên vậy nên người bạch y cư sĩ đến thọ giới với người xuất gia. Trong Phật pháp, xuất gia là việc làm khó bậc nhất. Khi ông Phạm Chí Khư Đề hỏi ngài Xá Lợi Phất, trong Phật pháp việc gì khó làm hơn hết, ngài Xá Lợi Phất đã trả lời rằng xuất gia là việc khó làm vào bậc nhất. Hỏi: vì sao nói xuất gia là việc khó làm hơn hết? Đáp: tu các thiện pháp là khó nên phải xuất gia mới được thuận thiện. Lại nữa, các ma vương đều sợ hãi các người xuất gia, đều nghĩ rằng những người xuất gia rồi đây sẽ đoạn hết các kiết sử, sẽ được niết bàn, sẽ vào trong tam bảo. Lại nữa, trong Phật pháp, người phá giới sẽ bị đọa, nhưng khi đã thọ tội rồi cũng được giải thoát. Trong kinh có chép một chuyện sau đây: có một vị tỳ kheo ni được 6 thần thông, vào nhà các nhà quyền quý tán thán pháp xuất gia, nói rằng chị em nên xuất gia theo Phật. Các phụ nữ nói: chúng tôi còn trẻ đẹp, chỉ giới rất khó nên chúng tôi sợ mang tội phá giới. Vị tỳ kheo ni đáp: đã phát tâm xuất gia rồi thì dù có phá giới cũng vẫn còn hơn người không xuất gia. Vì sao? Vì nếu có phải đọa địa ngục thì khi thọ hết tội rồi cũng trở lại xuất gia. Tôi có túc mạng thông, biết rõ vào một kiếp trước tôi làm người kỹ nữ, có một hôm tôi mặc y của tỳ kheo ni để đùa chơi, thế mà vào thời Đức Phật Ca Diếp tôi lại xuất gia thọ giới tỳ kheo ni. Vì tự cho mình đoan chánh nên tôi sanh kiêu mạn, do phá giới mà tôi phải đọa địa ngục. Đời nay tôi lại gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được xuất gia chứng 6 thần thông, đắc quả vị A-la-hán. Bởi vậy nên biết rằng người xuất gia tuy phá giới bị đọa, nhưng lần nguyện thọ giới xuất gia đó về sau cũng có thể làm duyên khởi cho sự thành tựu đạo quả. Nếu tôi làm người ác để rồi lại đọa địa ngục nữa, chẳng được gì hết. Mẩu chuyện trên đây cho thấy rằng người đã thọ giới xuất gia rồi, nếu vì phá giới bị đọa thì nhờ nhân duyên đã có thọ giới nên về sau cũng có thể thành đạo quả. Trong kinh có chép mẩu chuyện nữa như sau: khi Phật ở Tịnh Xá Kỳ Hoàn, có một người Bà La Môn say rượu đến xin cạo đầu thọ giới xuất gia. Phật bảo ngài A Nan cạo đầu khoác y cho người ấy. Khi tỉnh rượu, người Bà La Môn ấy liền bỏ chạy mất dạng. Có một tỳ kheo hỏi: bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Thế Tôn lại cho một người say rượu thọ giới xuất gia? Phật dạy: người này trong vô lượng kiếp không gặp duyên xuất gia, nên nhờ say rượu mà phát tâm xin xuất gia. Nhờ nhân duyên này mà về sau sẽ xuất gia và được thành đạo. Như vậy có rất nhiều nhân duyên cho thấy xuất gia đều vô lượng công đức. Hàng bạch y cư sĩ dù có thọ năm giới cũng không bằng được người xuất gia. Như trước đây đã nói, có năm chúng xuất gia là tỳ kheo ni, sa di, sa di ni và thức xoa ma na. Người bạch y cư sĩ muốn xuất gia phải cầu một vị hòa thượng và một vị A Xà Lê chuyển giới, xem vị hòa thượng như cha, vị A Xà Lê như mẹ. Bạch y xuất gia phải rời bỏ cha mẹ thân thích, cầu xuất gia cạo bỏ râu tóc, đắp cà sa xin thọ giới pháp. Nếu xin thọ các giới sa di và sa di ni thì phải được một vị hòa thượng và một vị A Xà Lê chuyển 10 giới, còn nếu xin thọ thức sa ma na thì phải được một vị tỳ kheo ni làm hòa thượng chuyển giới pháp. Thức xoa ma na phải tập 296 hạnh pháp của tỳ kheo ni và giữ 6 pháp tịnh tâm, 2 năm tịnh thân mới được thọ đại giới. Hỏi: sa di ni chỉ thọ 10 giới, vì sao thức xoa ma na lại phải thọ thêm 6 pháp tịnh tâm nữa? Đáp: khi Phật còn tại thế, có bà vợ một ông trưởng giả, vì không biết mình đang thọ thai, đã xin xuất gia và thọ đại giới cụ túc. Ít lâu sau bà sanh con, khiến các cư sĩ chỉ trích bàn tán. Các vị tỳ kheo ni nhân đó đã bạch Phật sự việc, Phật mới chế ra giới thức xoa ma na. Khi người nữ xin xuất gia phải thọ giới thức xoa ma na,
giữ 6 phát tịnh tâm, 2 năm tịnh thân rồi mới được thọ đại giới Tỳ kheo ni. Trong thời gian 2 năm, vị Thức Samana có thể chấp tác làm thị giả cho một vị Tỳ kheo ni. Nếu có phạm lỗi lầm thì cũng ít bị người đời chỉ trích, ít làm hại đến Phật pháp. Có hai hạng người nữ thọ giới Thức Samana, đó là đồng nữ thọ Sajini đủ 18 tuổi chưa thọ giới cụ túc thì thọ Thức Samana, học giới và tu tập cho đến 20 tuổi mới được thọ giới cụ túc. Người nữ đã có chồng nhưng không còn ăn ở với chồng hoặc chồng đã chết xin xuất gia thì sau khi thọ thân giới rồi cũng thọ Thức Samana đủ 2 năm học giới và tu tập mới được thọ giới cụ túc. Như vậy, vị Thức Samana phải theo vị Tỳ kheo ni để học giới và học pháp. Hỏi giới Tỳ kheo và giới Tỳ kheo ni gồm có bao nhiêu giới? Đáp, giới Tỳ kheo tăng lược nói có 250 giới, rộng nói có 8.000 giới. Giới Tỳ kheo ni lược nói có 500 giới, rộng có 8.000 giới. Mỗi Tỳ kheo tăng cũng như Tỳ kheo ni phải có đủ 3 y và 1 bình bát. Giới đàn truyền giới Tỳ kheo có 3 vị sư chủ trì, tam sư gồm 1 vị hòa thượng, 1 vị giáo thọ và 1 vị yết ma. 7 vị Tỳ kheo làm chứng sự truyền giới, thất chứng. Riêng đối với Tỳ kheo ni phải có đủ cả 2 bộ chúng tăng và ni. Như vậy Tỳ kheo khi thọ giới phải đủ 3 phen làm pháp yết ma xong mới được vô lượng luật nghi nên gọi là Thi La Ba La Mật. Hết quyển 13. Luận Đại Trí Độ, quyển 14. Phẩm thứ nhất tiếp theo, C chỉ giới tiếp theo. Hỏi tướng của Thi La có thể dễ thấy biết, nhưng làm thế nào để biết được tướng của Thi La Ba La Mật? Đáp, Bồ Tát trì giới quyết không phá một giới nhỏ nào cả dù phải mất mạng sống của mình, như vậy gọi là Thi La Ba La Mật. Trong kinh Bổn Sanh có chép một chuyện sau đây: có một con rồng thọ giới một ngày xuất gia cầu thanh tịnh. Rồng vào rừng tìm chỗ yên tịnh, ngồi thiếp đi lúc nào không biết. Khi rồng ngủ, thân hình khoanh lại tựa như một vòng ngọc quý, bảy màu tuyệt đẹp óng ánh xen tạp nhau. Có một người thợ săn thấy vậy liền giấy niệm muốn lột da rồng để dâng lên vua. Nghĩ như vậy rồi người ấy lấy nhiều khúc cây đè lên rồng rồi dùng dao bén lột da rồng. Rồng tỉnh dậy tự nghĩ, ta đủ sức mạnh làm cho cả nước khuynh động, nhưng ta nay đang giữ giới, chẳng thể vì tiếc thân mạng mà phá giới được. Nhớ lời Phật dạy, rồng tự nhẫn nhắm mắt lại nín hơi thở để cho người thợ săn mặc ý lột da. Trời nắng lại không có da bọc ngoài, rồng rất đau khổ, lại bị các côn trùng bùa vây rỉa thịt ăn nhức nhối vô cùng. Thế nhưng nhớ lời Phật dạy, rồng tự nhẫn, chẳng dám cựa mình, sợ đẻ chết các côn trùng phạm tội sát sanh. Rồng chịu đau đớn như vậy chẳng tiếc thân mạng, đem máu thịt của mình bố thí cho các côn trùng. Sau cùng rồng kiệt sức và chút hơi thở cuối cùng thoát kiếp, rồng được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Rồng này là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người thợ săn là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa, các côn trùng là hàng chư thiên hộ pháp. Đây là trường hợp Bồ Tát hộ trì giới mà chẳng tiếc thân mạng đầy đủ Thi La Ba La Mật. Lại nữa, Bồ Tát trì giới vì Phật đạo, vì độ chúng sanh, Bồ Tát thệ nguyện độ hết thảy chúng sanh, đưa họ đến bờ bên kia nên nhất tâm trì giới, chẳng tiếc thân mạng. Nên biết rằng, do trì giới mà được sanh lên cõi trời, được gặp các bậc thiện tri thức, được sanh thiện trí. Nếu được các thiện tri thức dạy cho 6 pháp Ba La Mật thì sẽ vào được đạo. Hỏi, thế nào là trì giới được sanh giới? Đáp, tù nằm giới dẫn đến tỷ kheo giới, thiền định giới, vô lậu giới, như vậy được gọi là trì giới được sanh giới. Hỏi thế nào gọi là trì giới dẫn sanh đàn Ba La Mật? Đáp, như trước đây đã nói, có 3 cách bố thí là tài vật thí, pháp thí và vô ý thí. Tự nghĩ trì giới để sanh, để chúng sanh có ruộng phước cúng dường được vô lượng phước đức, gọi là pháp thí. Trì giới chẳng làm hại chúng sanh là vô ý thí. Trì giới để có phước báo bố thí cho chúng sanh, vì chúng sanh thuyết thanh tịnh pháp, khiến họ vượt qua được biển sanh tử, là trì giới dẫn sanh đàn Ba La Mật. Hỏi, thế nào gọi là trì giới dẫn sanh sàn đề Ba La Mật? Đáp, người trì giới phải tự nghĩ rằng tu hạnh nhẫn nhục mới làm cho giới đức được bền chắc, kiên cố, bất động.
Người trì giới cũng phải nghĩ rằng ta này đã xuất gia, thì thân tâm ta phải khác với người thế tục, ta phải lấy hạnh nhẫn nhục để điều tâm khiến cho thân khẩu ý đều dứt bỏ các sự phẫn hận. Chỉ có nhẫn nhục mới khiến cho sự trì giới được đầy đủ. Người trì giới cũng phải nghĩ rằng giới là lưỡi dao sắc bén và nhẫn là áo giáp để bảo vệ thân tâm. Nếu có tâm nhẫn kiên cố thì giới mới có thể giúp cắt đứt mọi phiền não kiết sử, đưa ta đến bờ giải thoát được. Người trì giới cũng phải nghĩ rằng ví như người già phải nhờ đến cây gậy mới có thể lật bước trong đêm tối, ta phải nhờ cây gậy giới dẫn đường ta trong đêm dài vô minh. Thế nhưng ta còn phải có tâm nhẫn kiên cố thì cây gậy giới mới có thể giúp ta vượt qua đêm dài vô minh, dẫn ta đến bờ giải thoát và đạo giác ngộ. Như vậy gọi là trì giới dẫn sanh sẵn đề ba la mật. Hỏi, thế nào gọi là trì giới dẫn sanh tỷ lê gia ba la mật? Đáp, người tu thiện đạo cầu niết bàn nhờ tinh tấn trì giới mà ra được các pháp thế gian, vào được Phật đạo, tự giải thoát cho mình khỏi khổ đau sanh tử và độ được chúng sanh. Bởi vậy nên nói, trì giới dẫn sanh sàn đè ba la mật. Người tinh tấn trì giới đến khi gần chết vẫn chẳng hề thối tâm, hướng thẳng đến niết bàn. Ví như người chiến sĩ trụ vững chắc trên mặt đất, dường cùng bắn các mũi tên thẳng đến quân địch. Người tu trụ vững chắc trên mặt đất giới, dùng cung thiền định lắp tên tinh tấn phá sạch được vô minh. Lại nữa, người trì giới nhờ được tinh tấn mà ngăn chặn được năm tình, không cho thọ hưởng năm dục lạc, nên nói nhờ được tinh tấn mà hộ trì được năm căn, dễ dàng thiền định. Có thiền định sẽ sanh trí huệ, có trí huệ mới vào được Phật đạo. Hỏi, thế nào gọi là trì giới dẫn sanh thiền na ba la mật? Đáp, trì giới làm cho ba nghiệp ở thân, ở khẩu, ở ý được thanh tịnh, trừ được các kiết sử phiền não nên dễ vào thiền định. Nếu không trì giới thì rất khó hàng phục được tham sân si. Người có trì giới thì dù cho tham sân si có giấy khỏi cũng chẳng kết thành tội. Vì sao? Vì trì giới khiến các kiết sử yếu hẳn đi, chẳng còn đủ năng động gây ra tội nữa. Lại nữa, người trì giới xa lìa các phước lạc thế gian, không buông lung phóng dật, khiến tâm được nhẹ nhàng nhu nhuyễn, dễ vào thiền định. Có người do trì giới mà được sanh lên các cõi trời, có người do trì giới mà đoạn tận được các kiết sử, được đạo A-la-hán. Giới là thô, thiền định là tế. Giới nhiếp thân và khẩu, thiền định nhiếp tâm ý. Người phá giới bị gió nghiệp làm loạn tâm, trái lại người trì giới ít bị gió phiền não lay động, nên rất dễ chứng thiền quả, dẫn đến vào Phật đạo. Như vậy, lượt kê các nhân duyên trì giới dẫn sanh thiền na ba la mật. Thế nào gọi là trì giới dẫn sanh bát nhã ba la mật? Đã, do nhân duyên có tội lỗi mới có trì giới, nếu không làm tội lỗi thì chẳng cần giữ giới. Người trì giới rõ biết được tướng của tội lỗi, cho nên khi tội lỗi vừa dấy khởi là dùng trí huệ diệt được ngay tức khắc. Nếu ngộ được tâm thanh tịnh không đắm trước thì mới gọi là trì giới dẫn sanh bát nhã ba la mật. Ví như hoa sen nhô lên khỏi bùn, gặp ánh sáng mặt trời liền nở, tỏa hương thơm ngát. Người trì giới gặp được ánh sáng trí huệ liền được giải thoát. Vị như dao bén mà cứ cắt mãi đất bùn trở thành lụt dần. Người có trí huệ mà chẳng trì giới, mãi miết chạy theo lợi danh, thì trí huệ cũng sẽ mờ dần, càng ngày càng trở nên ám độn. Người xuất gia trì giới không để tâm lo nghĩ các việc thế gian, thường quán thật tướng các pháp là vô tướng, nên dần dần sanh trí huệ. Bởi vậy nên nói trì giới dẫn sanh bát nhã ba la mật. Ngoài ra, Bồ Tát do trì giới mà rõ biết tội và không tội đều là bất khả đắc, nên nói trì giới dẫn sanh bát nhã ba la mật. Như vậy là trì giới dẫn sanh đầy đủ sáu pháp ba la mật. Hỏi, trì giới nhằm xả ác làm thiện, như vậy vì sao lại nói do trì giới mà rõ biết tội và không tội đều là bất khả đắc? Đáp, vì thâm nhập các pháp tướng, rõ biết thời tướng các pháp là vô tướng, hành không ta muội, có trí huệ nên quán tội là bất khả đắc. Tội bất khả đắc nên giới cũng bất khả đắc. Vì sao? Vì có tội mới có giới, không tội thì không có giới. Ví như nếu không có tội sát sanh thì làm gì có giới cấm sát sanh. Hỏi, ở hiện tại có chúng sanh, như vậy vì sao nói chúng sanh có tội cũng như không tội đều là bất khả đắc? Đáp, dùng nhục nhãn thì thấy có, mà dùng huệ nhãn thì thấy không, cho nên nói là bất khả đắc.
Ví như trong Đại Ba La Mật có nói, không có người thí, người thọ và Phật thí, vì cả ba pháp ấy đều là bất khả đắc cả, nên biết năm ấm sanh diệt vô thường, mà chúng sanh tự vô thủy đến nay thọ các tội phước trong ba cõi đều do nơi năm ấm. Nếu lì năm ấm mà cầu chúng sanh thì là bất khả đắc vậy. Vì sao? Vì lì năm ấm thì chẳng có ngã, chẳng có chúng sanh. Nếu nói lì năm ấm vẫn có chúng sanh thì đọa về thường kiến, mà đã là thường thì chẳng có sanh có diệt. Vì sao? Vì có sanh là trước không nay có diệt là nay có rồi lại thành không. Nếu nói chúng sanh là thường thì năm đạo chúng sanh cũng thường có, và chúng sanh trong năm đạo cũng thường có. Như vậy sao lại nói là có sanh? Trái lại nếu nói chẳng có sanh thì sao lại có diệt? Bởi nhân duyên vậy nên nói không có chúng sanh. Vì sao? Vì có chấp năm ấm mới nói có chúng sanh, cũng như có chấp năm ngón tay mới nói có nắm tay vậy. Do năm ấm duyên khởi mà chúng sanh trừ năm ấm ra chẳng thể tự nhiên có chúng sanh được. Lại nữa, chỉ vì mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý phân biệt mà sanh tâm chấp có ngã, có chúng sanh. Nếu ly sáu tỉnh ra thì cũng chẳng riêng có chúng sanh được. Các hàng ngoại đạo chấp con mắt thấy là chúng sanh, dẫn đến ý phân biệt là chúng sanh, nghĩ đến khổ lạc là chúng sanh. Nếu chấp như vậy là chẳng biết rõ được thật tướng của chúng sanh vậy. Trong kinh có chép một chuyện sau đây. Có một vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán, được các đệ tử cung kính cúng dường. Sau khi vị A-la-hán này viên tịch, các đệ tử sợ mất sự cúng dường, nên lấy gối mền giả làm hình của thầy, khiến tín đồ tưởng vị thầy còn đang nằm trên giường bệnh. Người vô trí tin rằng vị tỳ kheo A-la-hán vẫn còn sống, nên vẫn tiếp tục cúng dường. Người trí nghe các đệ tử của vị A-la-hán nói như vậy không tin, tìm đến tận nơi xem xét, biết rõ trên giường chỉ là một đống mền gối, còn vị tỳ kheo A-la-hán đã viên tịch rồi. Vậy nên người trí biết rõ sáu tỉnh là giả, là vô ngã vậy. Nếu nói năm ấm do duyên sanh, thì năm ấm phải là vô thường, dẫn đến chúng sanh cũng là vô thường. Cho nên thật là vô lý khi nói rằng chúng sanh từ trước đến nay vẫn thường có, vì nếu chúng sanh vẫn thường có thì năm ấm cũng thường có vậy. Nên biết chúng sanh do năm ấm duyên khởi sanh, chỉ có nơi danh tự mà thôi. Người vô trí y theo danh tự chấp thật có chúng sanh, là chẳng biết rằng chúng sanh chẳng thật có, chỉ là giả danh mà thôi. Nếu chẳng có chúng sanh thì cũng chẳng có tội, nếu chẳng có tội thì cũng chẳng có giới. Ví như nếu chẳng có tội sát sanh thì cũng chẳng có giới cấm sát sanh. Lại nữa, nếu thâm nhập trí quán thì biết rõ năm ấm là không, chỉ ví như cảnh thấy người trong mộng như bóng thấy trong gương. Vậy thì sát người trong mộng, sát bóng trong gương đều là bất khả đắc cả. Nếu năm ấm là không, là vô tướng, thì chúng sanh cũng là như vậy. Lại nữa, đối với người không sát sanh, không tham sân si thì cũng chẳng có các tội danh ấy. Nếu thấy người phá giới mà khinh, thấy người trì giới mà kính nể, rồi chất giữ các thành kiến đó thì là duyên khởi cho tội lỗi vậy. Như vậy gọi là đầy đủ thi la ba la mật. Sằn đè ba la mật, nhẫn nhục ba la mật. Kinh: do chú trong thời tướng bát nhã ba la mật, hành nhẫn nhục, tâm chẳng lay động mà Bồ Tát được đầy đủ sằn đè ba la mật. Luận: hỏi: thế nào là sằn đè ba la mật? Đáp: sằn đè là nhẫn nhục. Có hai đức nhẫn, đó là sanh nhẫn, pháp nhẫn. Bồ Tát hành sanh nhẫn được vô lượng phước đức, hành pháp nhẫn được vô lượng trí tuệ, tu cả hai đức ấy là thành tựu đại nhẫn. Ví như người có đủ cả đôi chân và đôi mắt mới có thể đi xa ngàn dặm. Bồ Tát khi gặp người đến mắng nhiếc đánh đập đâm chém, liền nghĩ đến các tội phước nhân duyên đời trước và đời nay, biết như vậy, rồi đền quán vô ngã và vô ngã sở. Dùng ba pháp ấn là không, vô tướng và vô tác. Quá như vậy, Bồ Tát rõ biết mình có thọ báo nên chẳng sanh ác tâm, chẳng khởi ác khẩu. Đức nhẫn với chúng sanh như vậy gọi là sanh nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát nhờ quán thật tướng các pháp mà được nhẫn gọi là pháp nhẫn. Trí nhẫn làm cho tâm thiện càng thêm kiên cố. Trí nhẫn ấy có thô có tế, thô gọi là nhẫn nhục, tế gọi là thiền định. Khi chưa có được thiền định thì phải dùng tâm ngăn ác nên gọi là nhẫn nhục. Khi tâm thiện đã được kiên cố thì chẳng còn bị các việc ác quấy phá nữa nên được thiền định. Lại nữa,
Do không sân mà được nhẫn, nên nhẫn thuộc về tâm sở tương ưng pháp, giúp hành giả được tâm thanh tịnh, khiến chẳng còn tạo ra các ác nghiệp nữa. Lại có thuyết nói đức nhẫn chỉ có ở cõi dục, còn ở cõi sắc thì chẳng có các ác hạnh, nên không nói đến nhẫn. Vì sao? Vì hữu lậu là phàm phu, vô lậu là bậc thánh. Đã là bậc thánh thì không còn có sự việc gì mà không nhẫn được cả. Bởi vậy nên phải nhẫn nhục ngăn trừ các pháp ác, thì các pháp thiện mới được tăng trưởng. Hỏi thế nào gọi là sanh nhẫn? Đáp: sanh nhẫn là đức nhẫn đối với chúng sanh, ví như cam chịu những sự đau đớn khổ nhục do chúng sanh gây ra. Bồ Tát dù được cung kính, dù bị mắng nhiếc, đều giữ tâm không lay động, chẳng có vui mà cũng chẳng khởi oán hận, xem hết thảy chúng sanh đều bình đẳng, ngang nhau. Hỏi: được cung kính mà không vui, sao cũng gọi là nhẫn? Đáp: kiết xử có hai loại, đó là ái kiết và tắng kiết. Ái kiết là sự trói buộc do lòng thương yêu kính mến gây ra. Tắng kiết là sự trói buộc do lòng oán ghét thù hận gây ra. Được cung kính cúng dường tuy không sanh tâm sân nhuế, nhưng lại sanh tâm ái trước. Ái kiết tuy nhu hòa mềm mại, tuy không hung hăng thô bạo như tắng kiết, mà cũng là giặc làm chướng ngại cho sự giải thoát. Bởi vậy nên phải biết tu nhẫn, không sanh tâm đám trước, mới trừ được giặc ái kiết này. Hỏi: phải làm cách nào để có thể nhẫn được? Đáp: phải quán vô thường và quán sự sanh khởi của các kiết sử từ thô đến tế. Phải dùng trí huệ để tận đoạn các kiết sử, có làm như vậy mới được diệu tâm thanh tịnh. Như lời Phật dạy, lột da phải đến thịt, lóc thịt phải đến xương tủy. Người được lợi dưỡng được cung kính mới lột được lớp da bên ngoài. Người tu thiền định như lóc được lớp thịt. Người dùng trí huệ quán chiếu như phá được xương, thấy được tủy. Tủy nói ở đây là dụ cho tâm diệu thiện. Trong kinh có chép các mẩu chuyện sau đây. Khi đến thành các tỷ la vệ cùng với 2.500 vị tỷ kheo, Phật đã độ được một vị phạm trí thở thần lửa. Vị phạm trí này do không trí huệ nên đã dùng pháp tuyệt thực khổ hạnh để cúng dường thần lửa. Do vậy mà thân hình tiểu tụy nhưng cũng chẳng được chút phước báo nào cả. Khi thái tử Tất Đạt Đa xuất gia hành đạo, vua Tịnh Phạn đã cho nhiều thanh niên gốc quý tộc xuất gia theo. Trong số đó có con của vua Hộc Phạn là Đề Bà Đạt Đa cũng xuất gia theo. Đề Bà Đạt Đa tinh tấn tu học, nhưng sau 12 năm do được cung kính cúng dường mà sanh tâm muốn học thần thông, mong được bằng Phật. Phật dạy, ông nên quán năm ấm vô thường mới được đạo, chớ nên sanh tâm muốn học thần thông. Đề Bà Đạt Đa lại đến ngài Xá Lợi Phất và một số vị tỷ kheo khác để xin học, nhưng ai cũng khuyên ông quán năm ấm vô thường, ai cũng từ chối không dạy thần thông. Đề Bà Đạt Đa khóc lóc không được vui, bèn đến ngài A Nan để xin học. Ngài A Nan vì chưa có tha tâm trí, chỉ biết Đề Bà Đạt Đa là anh họ của mình, nên đã đem hết thảy những lời Phật dạy truyền lại cho Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa nghe xong liền vào núi tu. Một thời gian sau chứng được năm thần thông. Khi đã được năm thần thông rồi, ông tự nghĩ, nay ta phải chọn ai để làm thí chủ cúng dường ta. Ông quán Thái tử A Xà Thế, nghĩ rằng ta nên tìm đến thân cận Thái tử. Nghĩ như vậy rồi, ông lên cõi trời, lấy cơm trên trời đem cho vị Thái tử, cốt để làm mê hoặc Thái tử. Thái tử A Xà Thế động tâm, xây dựng một tịnh xá trang nghiêm, rước Đề Bà Đạt Đa về ở, cúng dường đầy đủ, chẳng thiếu thức gì. Lại bảo quần thần đem 500 cân vàng đến cúng. Tuy được cúng dường đầy đủ nhưng hàng tín đồ vẫn còn quá ít, khiến ông lại giấy niệm nghĩ rằng ta đã có 30 tướng tốt, chẳng có kém Phật bao nhiêu. Nếu ta có đông đệ tử như Phật thì ta chẳng có thua kém gì Phật cả. Nghĩ như vậy rồi, ông sanh tâm phá hoại tăng đoàn, khuyến dụ được 500 vị đệ tử của Phật theo ông. Nhưng sau đó do hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thuyết pháp, 500 vị tăng này đã quay trở lại với tăng đoàn của Phật. Bởi nhân duyên vậy, ông sanh tâm làm hại Phật, lập mưu lăn đá từ núi cao xuống để đè Phật. Lúc bấy giờ có thần Kim Cang hộ vệ, làm cho phiến đá lệch sang hướng khác, nên Phật chỉ bị thương nhẹ ở ngón chân. Tỷ kheo ni Hoa Sắc mắng ông, ông bèn lấy chùy đánh, làm cho vị tỳ kheo ni này bị lòi mắt mà chết. Đã gây ra ba trọng tội như vậy, ông lại gần gũi với bọn ngoại đạo, đánh mất thiện căn, làm các việc ác mà chẳng chút tàm quý. Ông còn dùng thuốc độc bôi ở đầu ngón tay, muốn nhân lễ Phật thừa dịp cấu rách chân Phật.
để cho chất độc thấm vào. Nhưng khi ông vừa đến thành Vương Xá, thì bỗng nhiên lửa từ bốn phía nổi lên cuốn thân ông vào địa ngục hỏa sam, để Bà Đạt Đa đã có được 30 tướng tốt mà chẳng biết nhẫn nhục, chỉ vì cầu lợi danh mà đánh rớt thiện tâm, làm các việc ác, phạm nhiều trọng tội khiến phải đọa vào địa ngục. Bởi vậy người tu phải trừ ái trước sự cung kính cúng dường, phải hành hạnh nhẫn nhục, không giấy tâm ái trước sự cung kính cúng dường của người. Nên biết có ba nhân duyên khiến được hưởng sự cung kính và sự cúng dường, đó là do nhân duyên phước đức đời trước mà nay được như vậy, do công đức tu hành đời nay mà được như vậy. Có hạng người ở trong tâm chẳng có chân đức, mà bên ngoài giả hiện oai nghi, nói dối lừa đảo, khiến người vô trí bị mê hoặc mà cung kính cúng dường. Bồ Tát trong tự tâm thường suy nghĩ, vì đời trước ta siêng tu phước nên đời nay ta được cung kính cúng dường, ta chớ sanh tâm kiêu mạn. Chỉ ví như gieo mạ đúng thời tiết, ắt sẽ được mùa hạt tốt, ta phải nhẫn tâm trở nên ái trước sự cung kính cúng dường. Nếu nhờ được công đức đời nay mà được sự cung kính, được sự cúng dường thì Bồ Tát lại tự nghĩ rằng, ta nhờ được trí huệ, do biết thật tướng các pháp, nhờ công đức đoạn kiết sử mà được sự cung kính cúng dường. Nghĩ như vậy rồi Bồ Tát chẳng dám tự cao, thật có ái là công đức mà không có ái ngã vậy. Trong kinh có chép một chuyện sau đây, có một vị tỳ kheo hành A Lan Nhã đến dự đại hội tại một chùa nọ do nhà vua tổ chức. Người giữ cổng chùa thấy vị sư áo y rách bươm, ngăn lại chẳng cho vào. Vị tỳ kheo quay về mượn y áo tốt mặc vào trở lại đại hội. Lần này được phép vào dự đại hội nên tự nghĩ, chẳng phải công đức của ta, ta nên tự nhẫn. Nếu ta nổi sân thì ta tự hại ta, không đắm chấp vào sự cung kính cúng dường mới thật là nhẫn. Hỏi người chưa được đạo, thường chỉ lo nghĩ đến ăn ngon, mặc đẹp, ham vui dục lạc thế gian, vì sao người tu lại phải tự nhẫn? Đáp, người tu thường dùng trí huệ quán vô thường, khổ không vô ngã, thường nhàm chán thân, quán thân này rồi cũng sẽ tan rã, dù có ăn ngon mặc đẹp rồi cũng sẽ chết, chẳng nên đắm vị, đắm xúc. Do quán vô thường nên dù được cung kính cúng dường cũng chẳng sanh tâm chấp đắm, phải luôn luôn tự nhẫn. Lại nữa, gặp trường hợp người nữ đến treo ghẹo, Bồ Tát cũng phải tự nhẫn, giữ tâm bất động, không để cho niệm tà bỗng khởi. Trong kinh Bổn Sanh có chép một chuyện sau đây. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát đang ngồi nhập định dưới gốc Bồ Đề, có ba tiên nữ hóa thân làm kỹ nữ đến xúc chạm vào thân Bồ Tát. Lúc bấy giờ có thần Kim Cang đến xua đuổi các nàng đi nơi khác và mắng rằng, các người không biết vị thánh đang tọa thiền hay sao, các người bất tịnh xú uế phải nên xa lánh nơi này. Rồi nói kệ, thần các người xú uế, bất tịnh và xấu xa, xem tợ nhà chứa phân, đâu có gì thích thú. Các tiên nữ liền tự hóa thân trở lại thành những tiên nữ trẻ đẹp, đến bên Bồ Tát hỏi rằng, thần hình chúng tôi như thế này, cớ sao lại gọi là xú uế xấu xa? Bồ Tát đáp, vườn riêng ở cõi trời đầy hoa sen bảy bóng, trừ thiền hãy đến đó vui chơi cho thỏa thích. Thế nhưng các người nên biết rằng, khi vô thường đến, thì thọ mạng ở cõi trời cũng sẽ dứt, hết vui rồi sẽ khổ. Vậy nên các người hãy sớm tỉnh giác, hãy sớm nhàm chán dục lạc, hãy sớm tìm niềm vui nơi chánh đạo. Các tiền nữ biết đã gặp bậc đại trí, chẳng dám nói gì thêm, lặng lẽ rút lui ngay sau đó. Bồ Tát quán nữ sắc, tự chế tâm mình, tự nhẫn chẳng hề lay chuyển. Lại quán dục lạc như rắn độc, quán người nữ tật đố sân si, chẳng nên gần gũi. Quán người nữ trí mỏng lại thường đắm dục lạc, răng lưới tình làm mê hoặc lòng người. Quán như vậy rồi, Bồ Tát thuyết kệ rằng, thà lấy rùi sắt đâm thủng mắt mì, còn hơn tán tâm nhìn theo nữ sắc. Dâm nữ duyên dáng, ánh mắt dịu hiền, nhưng lòng kiêu hãnh, dễ nổi hờn ghen. Bước đi uốn éo, mê hoặc lòng người, răng lưới dâm ái, bùa người vào trong. Đi đứng nằm ngồi, mắt liếc đưa tình, khiến người trí mỏng, mê say đắm đuối. Cầm kiếm đánh địch, còn hy vọng thắng, nữ tặc hạ người, khó bề thắng được, rắn rít ngậm độc có thể trừ được, người có trí tuệ không đắm nữ sắc. Xem người phái nữ như mẹ chị em, phải quán tội lỗi cùng quán bất tịnh, không trừ lừa dâm liền bị thiêu đốt, dâm nữ được yêu sanh tâm cao ngạo, chẳng được chăm sóc, giận dỗi tủi buồn.
thường gây phiền nhiễu, làm khổ người thương, dâm nữ thâm độc, tội lỗi như vậy phải nên lánh xa, như xa đám lửa, lòng người dâm nữ quả thật khó lường. Lời nói nhân nghĩa gạt bỏ ngoài tai, tham đắm dục tình như loài rồng dữ, chẳng phân tốt xấu, chỉ muốn hại người, không được chăm sóc, buồn rầu tiêu tụy, nhưng khi được yêu, kiêu sa khôn cả. Đối với người thiện không chút kính nhường, chẳng nghe lời khuyên lại còn thù oán, gặp người giàu sang hết lòng quý trọng, thấy người nghèo khó xử tệ vô cùng, tâm thường tùy dục chẳng tùy công đức. Trong kinh còn ghi chép nhiều mẩu chuyện về dâm nữ ở trong giới giàu sang quyền quý. Có một chàng làm nghề đánh cá, một hôm đi ngang qua hoàng cung, thấy công chúa ngồi trên lầu cao liền sanh tâm ái trước. Về đến nhà, lòng vương vấn không nguôi, quên ăn bỏ ngủ, bèn tỏ điều mơ ước thầm kín của mình với mẹ già. Bà mẹ khuyên, còn thuộc hạng hạ tiện, còn công chúa là hạng người tôn quý, còn chẳng nên làm như vậy. Người con van xin, nếu mẹ không giúp con gặp được công chúa, con rất buồn khổ, chắc rồi phải chết thôi. Mẹ trìu con, đem cá tươi ngon vào cung biếu công chúa. Công chúa hỏi, bà muốn cầu gì nơi ta? Bà lão xin được thưa chuyện riêng với công chúa. Sau khi công chúa bảo mọi người tản đi nơi khác rồi, bà mạnh dạn thưa với công chúa rằng, con trai tôi thường trộm nhớ thầm công chúa đến phát bệnh. Kính mong công chúa rủ lòng thương xót con trai tôi, cho nó cơ hội được thấy tận mắt công chúa, như vậy là công chúa ban phước cứu mạng sống của con tôi. Công chúa nghe xong bảo rằng, ngày rằm tới đây, bà bảo con trai bà đến miếu thần, đứng sau tượng thần sẽ được gặp ta. Bà lão về nhà thuật chuyện gặp công chúa với con và nói, nguyện của con sắp thành, ngày rằm tới đây con hãy mặc áo mới đến miếu thần, đứng sau lưng tượng thần, chắc chắn con sẽ gặp công chúa. Công chúa xin vua đến miếu thần cầu phước, vua sai 500 cỗ xe tháp tục công chúa. Đến miếu thần, công chúa bảo mọi người chờ bên ngoài, rồi công chúa một mình vào trong miếu thần đi thẳng đến sau pho tượng thần. Công chúa thấy một thanh niên đang ngủ say, công chúa lay mãi mà thanh niên ấy vẫn không tỉnh giấc. Buồn rầu, công chúa đành để lại một chuỗi anh lạc và 10 cân vàng, rồi bỏ ra về. Khi người thanh niên tỉnh dậy, thấy chỗ anh lạc và 10 cân vàng bên cạnh mình, bèn hỏi mẹ sự việc, mới biết công chúa vừa mới ra về. Quá thất vọng vì nguyện ước không thành, người thanh niên buồn rầu theo mẹ về nhà, ít lâu sau phát bệnh rồi chết. Vậy nên biết rằng nàng công chúa ấy chẳng kể quý tiện sang hèn, chỉ hành động theo sự sai khiến của dục vọng mà thôi. Lại nữa, ngày xưa có một nàng công chúa theo người thuộc giới trên Đà La làm việc dâm ô, cũng có tiên nữ chung trạ với sư tử. Như vậy, rất có nhiều trường hợp người nữ tà dâm mà không có sự lựa chọn. Người nữ trước hết phải trừ được dâm ái mới tu được nhẫn nhục. Bồ Tát tu hạnh từ bi nên dù gặp phiền não bức bách cũng phải nhẫn thọ. Trong kinh có chép một chuyện sau đây. Ngày xưa có vị tiên nhân sẵn đề tu hạnh nhẫn nhục trong rừng rậm. Có một hôm vua Ca Lợi đem các thể nữ vào rừng chơi. Sau buổi ăn, nhà vua ngủ trưa, thừa dịp các thể nữ rảnh rỗi rủ nhau vào rừng ngắm cảnh, chợt thấy một vị tiên diện mạo oai nghi thanh tịnh, các thể nữ bèn đến đảnh lễ và xin hỏi đạo. Được tiên nhân thuyết về hạnh nhẫn nhục, các thể nữ mải miết ngồi nghe chẳng hề nhàm chán. Nhà vua tỉnh dậy không thấy các thể nữ, bèn cầm kiếm đi tìm. Thấy các thể nữ ngồi cạnh vị tiên nhân, nhà vua nổi giận quát, ông làm gì ở đây? Vị tiên nhân đáp, tôi tu hạnh nhẫn nhục. Nhà vua nói, ta muốn xem ngươi tu hạnh nhẫn nhục đến mức độ nào. Nói xong, nhà vua lấy kiếm chặt chân tay vị tiên nhân rồi hỏi tiếp rằng, như thế này tâm ngươi còn bất động chăng? Vị tiên nhân đáp, tôi tu từ bi nhẫn nhục nên chẳng động tâm. Nhà vua hỏi, ngươi lấy gì làm bằng để có thể tin được? Vị tiền nhân đáp, nếu tôi thật sự tu từ bi nhẫn nhục thì huyết của tôi chảy ra sẽ biến ngay thành sữa. Tức thì huyết chảy ra ở mặt đất đều biến thành sữa trắng. Và chân tay vị tiền nhân đều bình phục lại như cũ. Nhà vua quá sợ hãi, dẫn đoàn thể nữ chạy ra khỏi khu rừng. Lúc bấy giờ trời nổi mưa to gió lớn, sấm sét vang rền. Nhà vua bị sét đánh chết, không còn trở về cung nữa. Bồ Tát tu hạnh nhẫn nhục thường gặp nhiều khổ não trong tiến trình hành đạo Bồ Tát như lời Phật dạy.
hết thảy chúng sanh đều chịu vô lượng khổ đau trong cảnh sanh già, bệnh chết. Nên Bồ Tát tự nghĩ, ta chẳng nên trôi lăn mãi trong dòng sanh tử. Ta phải lội ngược dòng sanh tử, phải cầu trở về nguồn giải thoát, phải cầu vào đạo Niết Bàn. Bởi vậy khi chưa đoạn sạch kiết sử, Bồ Tát phải tự chế tâm tu hạnh nhẫn nhục. Dù bị người đến náo hại cũng chẳng sanh sân, dù được người cung kính cúng dường cũng chẳng sanh hân hoan tự đắc, dù gặp ách nạn cũng chẳng sanh sợ hãi. Bồ Tát vì chúng sanh mà thường huân tập tâm từ bi, nên khi gặp chúng sanh đến náo hại, phải tự nghĩ rằng ta phải thân cận thương xót hết thảy chúng sanh. Nếu chúng sanh chẳng làm phiền ta, thì ta chẳng tu được hạnh nhẫn nhục, người oán hại ta cũng là thầy của ta vậy. Lại nữa, như lời Phật dạy, chúng sanh từ vô thỉ đến nay vẫn qua lại trong các nẻo đường sanh tử, nên Bồ Tát tự nghĩ, có thể ta đã hại người, nên nay họ ôm hận đến đòi ta trả mạng. Nếu ta khởi sân với họ, lấy oán trả oán, thì oán thù chồng chất mãi, chẳng bao giờ dứt được. Hơn nữa, nếu ta sân với người, tức là ta đã sân với Phật vậy, chim thú cũng có thể trở thành Phật, ta chớ nên khinh Phật sẽ thành. Trong các phiền não thì sân tạo tội nặng nhất, như có người dùng kệ hỏi Phật rằng, diệt gì khiến tâm an ổn, diệt gì khiến tâm chẳng hối, gì là cội gốc các độc, gì diệt hết thảy thiện căn. Phật dùng kệ đáp, diệt sân khiến tâm an ổn, diệt sân khiến tâm chẳng hối, sân là cội gốc các độc, sân diệt hết thảy thiện căn, diệt sân được Phật tán thán, diệt sân chẳng còn các khổ. Bồ Tát tự nghĩ, ta này tu hạnh từ bi nhẫn nhục nhằm đem lại sự an vui cho chúng sanh, ta phải nên biết sân là cội gốc các độc, phá giải thiện căn. Nếu ta sân thì làm sao chúng sanh được an vui, làm sao đem lại lạc cho chúng sanh, nên ta phải nhẫn nhục. Nếu ta sân thì cùng với phàm phu chẳng có gì khác cả, ta sẽ chẳng có nhiều công đức. Bồ Tát lại nghĩ rằng, người đến mắng nhiếc đã có phần điện tâm ta, ví như người thợ luyện vàng vậy, khi lửa tắt rồi thì vàng ròng hiện ra. Nếu vì nhân duyên đời trước ta đã gây nên tội, thì nay ta cũng chẳng nên sân, trái lại ta phải tu nhẫn. Bồ Tát lại tự niệm, chúng sanh như con của ta, nếu chúng sanh đến mắng nhiếc ta, ta chẳng nên sân, mà trái lại ta phải tìm mọi phương tiện để giáo hóa họ. Bồ Tát biết rõ chúng sanh do phiền não che tâm mà gây nên bao tội lỗi, khiến phải chôn lăn trong các nẻo đường sanh tử, nên vì họ tu nhẫn nhục chẳng bao giờ khởi sân hận, dù đối với những kẻ có ác tâm muốn làm hại mình. Sân nhuế là cội gốc của bao nhiêu tội ác, như trong kinh có chép trường hợp của một vị tiên nhân tu tịnh hạnh. Thế nhưng chỉ gặp một chuyện không vừa ý mà khởi tâm sân, đang tâm hại cả nước. Người sân nhuế như loài hổ, beo, lang sói, rắn độc, chẳng ai muốn đến gần, chẳng ai muốn thấy. Người sân nhuế chẳng biết tự chế, khiến tâm ác càng lâu càng thêm tăng trưởng, đến nỗi những việc tày trời như giết cha giết mẹ mà cũng làm được. Vào thời Phật còn tại thế, có nhiều vị tỳ kheo sân nhuế nên Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, các ngươi chớ nên khỏi đấu tranh, vì sân nhuế tương tục như vậy sẽ đem lại nhiều khổ báo. Các người đã nguyện cầu Niết Bàn, đã nguyện bỏ việc thế gian, nguyện vào trong thiện pháp, sao các người còn sân nhuế, còn đấu tranh? Lửa sân thiêu đốt cả thân tâm, phá sạch rừng công đức, các người phải xa đỉa sân nhuế, phải tu hạnh nhẫn nhục. Người từ bi nhẫn nhục nhất định sẽ vào được Phật đạo. Hỏi, pháp nhẫn nhục rất tốt, nhưng nếu tu nhẫn nhục khiến người khinh khi cho là do sợ hãi mà phải nhẫn, thì như vậy có ích gì? Đáp, nếu ta sợ người khinh khi cho ta do sợ hãi mà phải nhẫn để rồi bỏ không tu nhẫn nữa thì tội ấy lại còn nặng gấp bội. Vì sao? Vì không nhẫn sẽ bị các bậc thánh hiền khinh dễ. Người nhẫn nhục được tâm nhu nhuyến nên dù không hành bố thí cũng sẽ được sanh lên cõi trời, cõi Phật. Bồ Tát tự nghĩ, nếu người đời nay khinh khi ta, nhục mạ ta, ta vẫn phải tu nhẫn. Vì sao? Vì người tu nhẫn không bị đọa địa ngục thiết vi. Người vô trí thường khinh khi người tu nhẫn, vì người không nhẫn thường dùng sức mạnh đe dọa kẻ khác. Chính những người dùng sức mạnh để thỏa mãn tự ngã của mình mới thật đáng chê cười. Bồ Tát lại nghĩ rằng, từ khi sơ phát tâm ta đã nguyện vì hết thảy chúng sanh, trị các bệnh cho họ, nay chúng sanh khởi sân, ta phải lấy thuốc nhẫn nhục để trị bệnh cho họ. Bồ Tát biết rõ căn bệnh sân nhuế gây phiền não nơi chúng sanh, nên khi gặp chúng sanh nổi sân, Bồ Tát tìm phương tiện giải sân cho họ.
không làm cho họ sân thêm. Bồ Tát thương chúng sanh như con, nên khi chúng sanh khởi sân, Bồ Tát không trách móc mà chỉ nhẫn nhục tìm cách giải sân cho họ. Bồ Tát lại tự nghĩ, nếu chúng sanh sân hận mà ta không nhẫn, thì ta cũng sẽ phiền não, sẽ khổ đau như họ. Do sân nhuế mà khi mạng chung sẽ phải tái sanh làm thân rồng, sư tử, hổ lang. Nếu làm ngạ quỷ thì trong miệng có lửa bốc ra. Ta nguyện làm lợi ích cho chúng sanh, nên nếu ta không nhẫn thì ta cũng ác như họ vậy. Bồ Tát lại tự nghĩ, ta cũng là chúng sanh, sao ta lại sân nhuế, gieo rắc khổ đau cho chúng sanh. Bồ Tát lại tự nghĩ rằng, do nằm ấm duyên hợp mà giả danh có chúng sanh, có đi đứng nằm ngồi nói năng. Người vô trí chẳng biết như vậy nên khởi chấp ngã, khởi sân nhuế. Nếu ta khởi sân thì ta như hàng phàm phu vô trí, cũng mê muội điên đảo như họ, cũng tạo tội, thế rồi cũng thọ khổ báo, nên ta phải tự nhẫn nhục. Bồ Tát lại tự nghĩ, chư Phật trong ba đời và trong khắp mười phương, khi hành đạo Bồ Tát cũng tu nhẫn nhục, ta này cũng phải như Phật, phải tu nhẫn nhục. Nếu ta dấy lửa sân nhuế là ta rơi ngay vào cảnh giới của ma. Như vậy có vô lượng duyên khởi khiến Bồ Tát nhẫn với chúng sanh, hạ nhẫn nhục với hết thảy chúng sanh, gọi là sanh nhẫn. Hết quyển 14.